Sản phẩm EV Princess gồm có 7 loại. Một là EV Cleansing Gel, hai là EV Clear Solution, ba là EV Express Peeling, bốn là EV Extra Whitening Night Cream, năm là EV Cell Treatment Cream, sáu là EV Extra Whitening Day Cream và cuối cùng rất là quan trọng đó là Sunblock 100 thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, đó là 7 lọ trong bộ kem EV Princess. Chắc có lẽ là ngay bây giờ thì quý vị nghĩ là tại sao nhiều quá vậy? Làm sao mình biết dùng chai nào trước, chai nào sau và có mất nhiều thời gian hay không? Vâng thưa quý vị, à, bộ EV Princess này rất là đơn giản, rất là dễ dùng và bảo đảm không mất nhiều thời gian của chúng ta đâu. Và nếu quý vị dùng y theo hướng dẫn hàng ngày thì bảo đảm từ 7 đến 10 ngày sau quý vị sẽ thấy hiệu quả ngay trên da và càng dùng thì quý vị càng đẹp hơn thưa quý vị và bây giờ chúng ta theo dõi cách sử dụng kem ban ngày như thưa quý vị Quý vị có biết không, sau một đêm ngủ thật là ngon giấc, buổi sáng thức dậy thì Thu Nga thường tập cho mình một thói quen đó là nở một nụ cười để đón chào một ngày mới với tràn đầy niềm vui tươi, ấm áp cho tâm hồn mình đó quý vị. À, như ông bà chúng ta thường nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ phải không thưa quý vị? Vâng rồi sau đó thì Thu Nga mới bắt đầu thoa kem dưỡng da của EV Princess như sau thưa quý vị. Thứ nhất thì chúng ta sẽ dùng EV cleansing gel. À, quý vị pump khoảng 2 tới 3 pump lên lòng bàn tay với ít nước rồi chà nhẹ à, trên khuôn mặt của mình rửa sạch đi các kem dưỡng da ban đêm và các chất nhờn đó quý vị sau đó thì quý vị rửa lại bằng nước và lau cho thật khô bước thứ nhì thì chúng ta sẽ dùng ev um, clear solution clear solution giúp cân bằng độ ẩm của làn da và mang lại một làn da rất là mềm mại đồng thời giúp kích lỗ chân lông và vâng thưa nga à, thưa nga đang nói về kem dưỡng da ban ngày như thưa quý vị à, bước thứ ba thì chúng ta sẽ dùng Cell treatment cream dùng một lượng kem vừa đủ thôi khoảng chừng 4 tới năm giọt mưa à, thoa đều trên mặt của quý vị và cổ nữa quý vị à, kem Cell treatment cream này giúp làn da của chúng ta khỏi bị khô làm cho da mịn màng hơn nè khỏi nhăn nheo thêm săn chắc và không chảy xệ nữa thưa quý vị Vâng, bước kế tiếp chúng ta sẽ dùng EV Extra Whitening Day Cream kem dưỡng da ban ngày thôi quý vị. Dùng vừa đủ lượng kem để thoa đều trên khắp mặt của mình nha quý vị. À, EV Extra Whitening Day Cream giúp nuôi các tế bào mới nè, làm da sáng, đồng thời màu phấn hồng của kem cũng có thể thay thế cho liquid foundation và cũng có thể che lấp đi các tì vết trên da của chúng ta nữa đó quý vị. Rất là thích cái kem này. Vâng, bước cuối cùng chúng ta sẽ dùng EV Sunblock 100 thưa quý vị, kem chống nắng, kem mà có màu phấn hồng và có thể thay thế cho liquid foundation nữa thưa quý vị. Chúng ta thoa đều lên mặt thì kem sẽ bảo vệ nguyên ngày cho làn da của chúng ta khỏi hư hại bởi ánh nắng mặt trời nè, tia cực tím UVA, UVB, hơi nóng à, khi mà quý vị vô bếp đó, hơi lạnh, các hóa chất của nail, liquid acetone và đặc biệt là chống ung thư da được thưa quý vị vâng chúng ta đã kết thúc phần kem cho ban ngày xong thì chúng ta có thể dùng viết kẻ chân mày tạo thêm chút đường cong cho đôi chân mày thêm thanh cao lá liễu hơn điểm thêm chút đậm đà cho đôi mắt nai ngơ ngác dưới bóng hàng mi của quý vị nè rồi à, tô thêm chút phấn hồng điểm thêm chút son cho bờ mối thêm mộng ước nha quý vị và quý vị có thể đi làm cả ngày với nụ cười thật là rạng rỡ và tự tin hơn chiều tối về quý vị trước khi thu nga bước vào căn nhà của mình đó thì thu nga cũng tập cho mình một thói quen đó là thu nga buông xả hết những gì mà ưu tư phiền não ở ngoài rồi mới bước vào căn nhà để xung hợp với gia đình thưa quý vị và bây giờ chúng ta sẽ từng bước một học cách sử dụng kem ban đêm nhé quý vị à, cũng như kem ban ngày chúng ta sẽ dùng ev cleansing gel để rửa mặt rửa sạch các bụi bẩn bám trên mặt của mình, rửa make-up nè, các chất dầu và phấn son và quý vị vừa rửa lại bằng nước lạnh và lau cho thật khô. Vâng, bước thứ nhì chúng ta sẽ dùng EV Clear Solution cho quý vị. Quý vị thoa đều lên khuôn mặt của quý vị. À, kem này làm cho kích lỗ chanh lông nè và để tạo độ ẩm cho làn da của quý vị. Còn kế tiếp thì chúng ta sẽ dùng bước thứ ba là Express Peeling Cream. Quý vị thoa thật mỏng như quý vị trên khắp mặt của quý vị. Nhưng quý vị nhớ chú ý là đừng có thoa ở dưới mí mắt hoặc là vùng cổ. Vì đây là những vùng thường hay bị nhạy cảm nhất thưa quý vị. Kem Express Peeling giúp tẩy sạch các vết nám, tàn nhang, đồi mồi, sần sùi, cằn cỗi và những vết thẹo do mụn để lại thưa quý vị. Và bước cuối cùng của kem ban đêm là chúng ta dùng EV Extra Whitening. Night Cream thưa quý vị Quý vị cũng thoa rất là mỏng và đều trên khuôn mặt của quý vị Nhưng quý vị cũng nhớ là tránh mí mắt và vùng cổ như thưa quý vị Kem Extra Whitening Night Cream này giúp phục hồi các tế bào da bị hư Làm sáng da nè và dưỡng da ban đêm khi cơ thể của chúng ta đang nằm nghỉ Thu Nga rất là thích cái kem này Quý vị thấy không? Rất là dễ dùng, không có gì khó cả. Cũng không mất nhiều thời gian của quý vị nữa. Vâng, bộ dược mỹ phẩm EV Princess cầm có 7 loại kem. Nếu quý vị dùng y chang như lời hướng dẫn như vậy đó, thì quý vị sẽ có một làn da rất là đẹp thưa quý vị vâng thu nga xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình làm đẹp của chúng tôi ngày hôm nay một lần nữa thu nga xin kính chúc quý vị cùng gia đình mọi sự an lành hẹn gặp lại quý vị trong chương trình làm đẹp kỳ sau của trung tâm thẩm mỹ bích liên công ty ev princess và bl miracle thu nga xin kính chào tạm biệt quý vị Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua, cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Qua hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị nuôi dưỡng tái tạo phục hồi và bảo vệ làn da cùng với dược thảo Astrobalance EV Slim Beautiful đông trùng hạ thảo và linh chi đỏ